Sit down. Hi. Hello. Tiếp theo đây là phần biểu diễn của em Lauren Hồ. Lauren Hồ 10 tuổi. Em Lauren sẽ perform my partita number 2 của Johann Sebastian Bach. Đây là một tác phẩm rất là khó đánh về cái kỹ thuật để tạo cái sound của ông Johann Sebastian Bach. Bài này thường thường đó, các thầy thường chọn cho các học sinh để đi thi tốt nghiệp ở lớp đại học hoặc là lớp master. Bài này thầy Triệu được học qua bởi một thầy người Đức trong lúc mà chuẩn bị để thi competition tại Đức, tại Đông Đức. Nhưng mà tại vì nhất định xấu quá cho nên là không được cho ra nước ngoài thời kỳ thầy Triệu còn ở Việt Nam. Do đó thầy đã truyền lại cho em Lauren. Và qua cái ngày tổng duyệt thì là thầy thấy là Lauren đã coi như là tiếp thu hết tất cả những gì mà thầy đã được học lại bởi một cái người hồi trước năm thầy đi qua Mỹ, thì ở Việt Nam gọi đó là chuyên gia. Thì có những chuyên gia từ nhạc viện Tchaikovsky qua nhạc viện Sài Gòn để dạy, và những chuyên gia từ nhạc viện ở Đông Đức, và những chuyên gia nhạc viện Ba Lan vào Sài Gòn để dạy tại nhạc viện Sài Gòn. Thì thầy Triệu đã được may mắn thì kẹt ở lại lâu nên được học từ tất cả những chuyên gia đó. Và bây giờ thầy đã truyền lại cho em Doreen. Hy vọng là em sẽ có thể kế thừa được một số những kỹ thuật mới mà thầy đã học được. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với tất cả các quý vị phụ huynh bài Partita No. 2 C minor của Johann Sebastian Bach. Đây là trong những cái bài, những tác phẩm mà được chọn bắt buộc trong cái kỳ thi competition quốc tế tại nhạc viện ở bên Đức và bây giờ là Tây Đức. Thì bài này đó là cái phần đầu tiên mà khi chúng ta đi thi competition của những tác phẩm của tác giả Bach là chúng ta bắt buộc phải đánh cái bài này để được tuyển vào vòng thứ hai hay là không. Nếu vòng sơ kết mà chúng ta đánh cái bài này mà không đạt những tiêu chuẩn là chúng ta sẽ rớt ngay từ đầu. Bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị phụ huynh nghe bài Partita No. 2 qua tiếng đàn của em Lauren Hồ. Thank you.
Yeah.